cúp điện nè, để chơi máy phát điện với máy dầu. Quá vàng rồi. Khu nuôi này ở xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. Vàng quá trời vàng ta. Vàng cháy chứ nè. Quá trời vàng. Quá trời vàng. Đây chơi thiết kế ao trò mà. Đây quy mô nó cũng nhỏ. Rồi thả tôm thẻ trắng nha. Hai giai đoạn. Ngao ương ăn trước á. Này mấy ao nuôi nè, còn tròn thiết kế. Hai ao nuôi. Ngao lắng, ao xử lý sẵn sàng ở chứa nước quá. Giờ quá trời bạn luôn. Khu bên đây người ta nuôi quảng canh không à. Vòng ngoài đó là quảng canh mà. Dùng này thì độ mặn nó cũng không mấy gì cao. Đây công trình này làm thì cũng hơi đơn giản quá. Cái cúp điện này ông này cũng sửa máy phát máy dầu cũng quay chịu quạt. Nó chịu chi. Ngày thả nhiêu ngày rồi? Trang ra rồi đó hả? Không về quay hả? Hello. Cực quá ha, có bình hơn hả? Tôm là phải biết hết. Máy móc điện đài rồi biết hết, biết con tôm không à. Rồi. Bốn số bắp. Quất. Đó. Bốn số bắp. Vừa vừa. Đi chạy liền không? Nổi ống lên liền.